chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu xỏ kim nhân. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một cây kim. Và mình tưởng tượng đây là một cây kim. Bởi vì cây kim nhỏ quá các bạn không nhìn thấy. Mình tưởng tượng đây là một cây kim. Và đây là một sợi chỉ. Mình để đây. Mình xỏ cái kim qua. Đó, mình xỏ cái kim qua. Tại vì cây kim nhỏ quá mà quay qua màn hình thì không thấy rõ, cho nên mình tưởng tượng đây là một cái kim và đây là lỗ kim và đây là sợi chỉ, ta xỏ qua như vậy. Đó, ta xỏ qua như vậy. Bây giờ ta bắt đầu. Và đây là một cái hộp giấy mình làm mặt bằng. Ta bắt đầu. Ta cứ để cái kim nghiêng như vậy, ta xỏ. Đây là một sợi chỉ. Đây là hai sợi chỉ. Ba sợi. Bốn sợi. Năm sợi. Sáu sợi. Bảy sợi. Tám sợi. Chín sợi. Mười sợi. Mười một sợi. Mười hai sợi. Mười ba sợi. Mười bốn sợi. Mười lăm sợi. Mười sáu sợi. Mười bảy sợi. Mười tám sợi. Mười chín sợi. Mười
20. Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, gỡ chị với bác. 26. Hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín. Có chịu rớt máy điện thoại. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 43. 44.
45. Năm mươi ba, năm mươi bốn, năm mươi sáu sợi. Năm mươi bảy sợi. Năm mươi tám sợi. Năm mươi chín sợi. Sáu mươi sợi chỉ. Các bạn và các cháu nhìn nè, mình xỏ chưa tới 15 phút mà được 60 sợi chỉ. Cái xỏ chỉ này mình dành riêng cho người lớn tuổi, không cần nhìn thấy lỗ mà cũng xỏ kim được. Ta tưởng tượng đây là một cây kim, thì đây là cái lỗ kim và đây là sợi chỉ. Ta để cây kim bên, ta để cây kim bên đây và đây là sợi chỉ ta xỏ qua. Tại vì mình giới thiệu như vậy để cho các bạn nhìn thấy, chứ còn không hướng dẫn bằng cây kim thì các bạn nhìn thấy nó nhỏ lắm, nhìn không thấy được. Đây là một cây kim, thí dụ đây là một cây kim và đây là một sợi chỉ. Ta để cây kim bên hộp giấy, ta cầm ta xỏ qua như vậy đó. Có chưa tới 15 phút mà mình xỏ được 60 sợi chỉ. Vậy là ta đã thành công xỏ chỉ nhanh. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn nào thấy hay và bổ ích thì hãy chia sẻ và đăng ký cho mình.